Havana Island, sở hữu vị trí độc đáo trên dải bờ biển tuyệt đẹp với hơn 3.000 mét tiếp giáp biển và sông, một mặt giáp biển Đông bao la, một mặt giáp dòng sông Ray hiền hòa, đón nhận phúc khí tài lộc của đất trời, đưa dòng chảy thịnh vượng đến từng không gian sống. Nhờ địa thế độc đáo này, các căn biệt thự tại đây đều có tầm nhìn panorama khoáng đạt. Phong cách kiến trúc đa sắc mang lại những trải nghiệm nam mỹ khác biệt tại vùng biển nhiệt đới Hồ Tràm. Trục tiện ích kết nối từ dòng sông đến bờ biển tạo nên không gian độc đáo giữa nét Việt giao thoa cùng tinh hoa thế giới. Là nơi lý tưởng tổ chức những lễ hội, sự kiện truyền thống Việt Nam đến những hoạt động mang tầm cỡ quốc tế. Quảng trường sông, quảng trường biển, công viên Victoria với kiến trúc Tây Ban Nha, công viên Florence với kiến trúc Ý, công viên Cardinia, hồ bơi trung tâm, hồ bơi đại dương, beach club, câu lạc bộ bãi biển, nhà hàng, spa, khu thể dục thể thao ngoài trời, khách sạn Grand Mercure do tập đoàn Accor quản lý và vận hành, bến du thuyền, tận hưởng phong cách thượng lưu và những trải nghiệm xa hoa thời thượng. Havana Island dễ dàng kết nối với những tiện ích nổi trội của chuỗi Nova World Hồ Tràm như khu Safari, công viên hoang dã đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, công viên giải trí Tropicana Park, tổ hợp giải trí biển Wonderland, góp phần nâng tầm dịch vụ và gia tăng giá trị cho các sản phẩm second home tại Havana Island. Cách thành phố Hồ Chí Minh 90 phút và sân bay quốc tế Long Thành 60 phút, Havana Island là điểm đến đón đầu cho khách du lịch trong và ngoài nước nhờ hạ tầng giao thông đang thay đổi từng ngày. Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khánh thành năm 2025 sẽ trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam. Hệ thống 5 tuyến cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt đang được triển khai, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh thành đến Havana Island. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây dự kiến mở rộng lên 8 đến 10 làn xe. Cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến hoàn thành năm 2021. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Dầu Dây Liên Khương, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Không gian nghỉ dưỡng tuyệt mỹ, phong cách tận hưởng thượng lưu sẽ góp phần gia tăng giá trị cho gia chủ. Sở hữu một second home tại Havana Island, sở hữu chốn nghỉ dưỡng thiên đường và giá trị đầu tư bền vững cùng với thời gian. Havana Island, Nova World Hồ Tràm, một sản phẩm của tập đoàn Novaland.